Trân trọng kính chào khán giả người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ tư, 3 tháng 7, 2004. Thưa quý vị, chính quyền Joe Biden cho biết là họ vừa mới tổ chức một chuyến bay lớn nhất từ trước tới giờ chở 116 công dân Trung Quốc cư ngụ bất hợp pháp ở tại Hoa Kỳ trở về đất nước của họ. À, chuyến bay này được tổ chức hồi cuối tuần vừa qua, đó là theo như Bộ Nội An cho biết như vậy. À, và chuyến bay này được tổ chức vào lúc mà càng ngày cái uh, di dân bất hợp pháp người Trung Quốc trở thành cái đề tài tranh cãi chính trị lớn trong cuộc bầu cử năm nay ông Alejandro Mayocat Bộ trưởng Nội an của Hoa Kỳ ngày hôm qua đưa ra một tuyên bố cho biết chúng tôi tiếp tục áp dụng luật di trú và trục xuất tất cả những cá nhân nào mà ở tại Mỹ bất hợp pháp và bên Bộ Nội an cho biết những người này à, họ đang làm việc với bên phía trung quốc và để giảm những cái người mà di dân trung quốc bất hợp pháp mà đi qua các đường dây mà buôn người à, đi vào biên giới tuy nhiên bộ này không cho biết là những người này đã ở mỹ bao lâu à, trong những năm gần đây hoa kỳ gặp rất khó khăn trong cái việc mà trục xuất hoặc là trả những công dân trung quốc trở về bởi vì họ không có quyền ở lại trung quốc à, không có quyền ở lại mỹ đồng thời họ cho rằng là họ rất khó khăn hoặc rất nguy hiểm khi mà họ trở lại trung quốc tức là những người nào bảo là chúng tôi gặp khó khăn hoặc là về chính trị hoặc là về kinh tế gì đó cho nên họ vô mỹ họ ở thì bây giờ khi mà họ không đậu cái cuộc phỏng vấn hoặc là ra tòa di trú mà họ không được chấp nhận ở lại thì phải trả họ về có nghĩa là chúng ta biết là cái luật di trú của mỹ đó khi mà vào mỹ cái là họ giữ lại và họ coi là anh đi vào mỹ với lý do gì thì họ đưa ra cái tòa di trú sau khi ra tòa di chú nếu mà anh đủ tiêu chuẩn là lại ví dụ như là vì lý do chính trị thì phần lớn là sẽ được ở lại còn không phải vì lý do chính trị thì bắt buộc phải trả về nhưng mà như mexico đó họ đưa ra biên giới họ trả về dễ lắm còn trung quốc thì sao đưa trả về được thì phải dùng máy bay thì để làm cái chuyện này phải được bên trung quốc chấp nhận nó thành ra là mỹ họ cho biết là họ gặp rất gặp rất nhiều khó khăn trong quyền, chuyện mà trả những người này trở về trung quốc um, và trong những năm gần đây thì tự nhiên biên giới phía Nam của Mỹ Cái số người mà Trung Quốc nhập vào nó gia tăng Nó gia tăng và đa số tất cả đều là từ phía Mexico qua Thì các giới chức ở biên giới của Mỹ Ước tính là có khoảng là hơn 37.000 công dân Trung Quốc Đã đi vào cái biên giới của Mỹ và Mexico trong năm 2003. Như vậy là tăng gấp 10 lần con số của cái năm trước đó có nghĩa là năm 2022 chỉ có khoảng 3.700 người. Thì năm 2023 con số là 37.000 người. Sang qua Ấn Độ, thưa quý vị, trong những ngày qua chắc quý cũng nghe rồi. Đã có một cái vụ mà dẫm đạp chết người ở một tiểu bang Ấn Độ. Làm cho 116 người bị thiệt mạng trong một cái lễ hội của người Ấn Độ giáo. Bản tin của Hãng Thông Tấn, Reuters cho biết là nhiều người trong số người bị chết là phụ nữ và trẻ em. Và cái sự việc này. À, xảy ra ở ngôi làng ở trong khu vực Ha Thát thuộc cái tỉnh Uttar Pradesh à, nằm cách thủ đô New Delhi khoảng 200 cây số về phía đông nam. À, các giới chức nói rằng ở đây có cả hàng ngàn người tập trung để mà tham dự cái lễ hội dưới cái trời nóng rất là nóng. À, họ vẫn chưa biết là tại sao những người này lại dẫm đạp lên nhau và xảy ra cái chuyện hơn 100 người bị chết như vậy nhưng mà đây là thời điểm mà những người này đến đây để mà coi như là cầu nguyện đó là theo cái lời mà um, cái ông bộ trưởng của cái tiểu bang uh, Utaparet cho biết như vậy và tiểu bang này lại là tiểu bang đông dân nhất trong các tiểu bang của ấn độ um, một lần nữa thì bây giờ người ta đang điều tra xem như thế nào và tại sao điều này xảy ra uh, quá đông người như thế trong khi quý vị thấy như trên màn hình nó không đông đến cái độ mà giống như Mecca ở bên Saudi Arabia. Một giới chức khác của Ấn Độ là ông Charavi thì nói với đài truyền hình Ấn Độ uh, India Today là những người này có thể là họ uh, uh, dẫm đạp lên nhau khi mà họ đi tìm nước để uống bởi vì trời thời tiết quá nóng. Đó có thể là họ tranh nhau họ uh, đi tìm nước. Đó là cái uh, đánh giá ban đầu của một giới chức ở tại cái tỉnh này liên quan đến tình hình biển đông thưa quý vị ngày hôm qua thì uh, trung quốc và philippines lần đầu tiên đã có một cuộc đối thoại liên quan đến tình hình căng thẳng hiện nay uh, mà trong thời gian qua ít nhất là trong hai năm qua hai bên rất là căng thẳng nhất là sau khi ông tổng thống uh, marcos uh, phelan marcos junior lên làm tổng thống thay đổi chính sách 180 độ thay vì giống như cái người mà tiền nhiệm là rodrigue duterte thân với trung quốc hơn của marcos thì không có thân mà thân với mỹ hơn và trong thời gian khoảng 2 3 tháng trở lại đây thì xung đột dữ dội trên biển, đặc biệt nhất là ngày 17 tháng 6 vừa qua. Bên uh, Philippines tố cáo là tàu Trung Quốc chặn cái tàu tiếp tế của Philippines trên đường tiếp tế cho cái tàu Sierra Mare ở đảo uh, ở cái bãi Cỏ Mây. Và bên phía Philippines tố cáo là bên Trung Quốc đã dùng tàu đâm vào tàu của Philippines làm cho một thủy thủ bị mất ngón tay. Và bên uh, Philippines cũng đã có nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc và coi như là gây ra tình trạng căng thẳng này thì uh, hai bên đã có cuộc họp ngày hôm qua. Tuy nhiên thoáng thông tấn AP cho biết là hai bên sau khi họp xong thì không bên nào nói gì cả nữa họ không cho biết là họ có đạt được cái gì hay không. Nhưng mà đây là cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy là hai bên đang muốn hạ hỏa cái chuyện này. Nhất là sau cái vụ mà 17 tháng 6 đó thì Bộ trưởng Quốc phòng của nước này thì nói rằng là đây là một hành động theo thang của Trung Quốc và không thể chấp nhận được. Và họ yêu cầu là philippines phải có hành động mạnh mẽ tuy nhiên ông tổng thống Marcos cốt thì trong cái chuyến viếng thăm đảo palawan một cái đảo mà gần đảo trường sa nơi mà có tranh chấp cũng như gần bãi cỏ mây thì ông lại nói rằng là đây có vẻ như một sự hiểu lầm à, thì đang có cái sự tranh luận ở bên philippines tại sao bộ trưởng quốc phòng nói đây là một sự leo thang đòi phản ứng thì ông tổng thống lại nói rằng là đây là một sự hiểu lầm có vẻ muốn làm hạ hỏa cái tình hình đó thành ra đây là cái chuyện mà trong những ngày thời gian qua là Philippines Trung Quốc đụng độ dữ dội và đặc biệt nhất là kể từ ngày 15 tháng 6 khi mà Trung Quốc có lệnh là có thể bắt bất kỳ công dân nước nào vi phạm mà chủ quyền họ trên biển Đông à, sang qua tình hình của Mỹ và liên quan đến cựu tổng thống Donald J. Trump mặc dù hôm thứ hai vừa rồi tối cao pháp viện cũng đưa ra các phán quyết là ông Trump ở trong cái vụ bị truy tố bốn tội liên quan đến năm 2020 bầu cử đó thì phần lớn ông sẽ được coi như là hoàn toàn miễn tố nhất là trong các cái hành động mà chính thức của ông còn những ừ. hành động không chính thức thì như thế nào chúng ta còn chờ cái tòa án của bà tránh án Tana can và quyết định trong những ngày tới thì ngày hôm nay bộ Thư pháp của Mỹ cho biết là họ sẽ vẫn tiếp tục truy tố ông Trump sau ngày bầu cử cho dù nếu ông thắng cử à, lý do họ nói là như thế này bởi vì theo cái thông lệ của Mỹ đó thì Bộ Tư pháp không thể truy tố một tổng thống đương quyền. Có nghĩa là nếu ông Trump thắng vào tháng 11 này thì ông sẽ tuyên thệ vào ngày 20 tháng riêng 2025. Thì sau cái ngày đó thì không thể truy tố ông được. Cho nên là Bộ Tư pháp cho biết là nếu những cái phiên uh, tòa chuẩn bị sắp tới đây của bà Tana Chachkan mà tiến hành sớm thì họ vẫn sẽ tiến hành truy tố ông Trump cho dù sau ngày bầu cử và cho dù ông Trump thắng bởi vì họ nói rằng là lúc đó thời gian không còn nhiều nữa và ông công tố viên đặc biệt jack smith cho biết là ông sẽ tiếp tục làm cái chuyện này rồi tới đâu thì tới cái thứ hai nữa có lẽ là họ sợ rằng là nếu mà ờ, để sau ngày mà ông trump mà tuyên thệ tổng thống đó thì có thể ông sẽ ra lệnh bộ tư pháp ngưng cái cuộc điều tra này ngưng cái vụ truy tố này vì về nguyên tắc ông có quyền làm điều đó ờ, cái thứ hai nữa là có thể là họ cứ truy tố trước đi rồi sau đó kết tội ông và rồi sau đó ông làm tổng thống thì ông có thể ông tự ân xá cũng được thì nhưng mà cái chuyện tự ân xá cũng được nhưng mà nó khó hơn cái chuyện là ra lệnh cho bộ tư pháp bỏ cái vụ truy tố này tại vì tự ân xá cho mình thì nghe nó gọi là đãi bôi quá đúng không thì nó có thể đây là cái chiến thuật của bộ tư pháp của ông biden là coi như làm khó trong trầm thì tại vì nguyên tắc là quốc quyền ân xá cho ông nhưng mà làm như vậy thì nó sẽ kỳ cục quá đó thì đó là cái Tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sáng ngày hôm nay liên quan đến cụ đến tổng thống Biden thì thưa quý vị là ngày hôm nay lại có thêm một dân biểu nữa của Đảng Dân chủ kêu gọi tổng thống Biden rút lui. Đó là dân biểu Raul Gi của tiểu bang Arizona. Ông này trong một cuộc phỏng vấn tờ New York Times ngày hôm nay ông cho biết nếu ông Biden là ứng cử viên thì tôi sẽ ủng hộ ông. Nhưng mà tôi nghĩ đây là một cơ hội để cho chúng ta tìm người khác đó là theo lời ông Kivara nói với tờ New York Times. Ông nói tiếp là điều ông Biden cần là làm sao chia sẻ cái trách nhiệm để mà giữ cái chức tổng thống này. Và một phần của đó là trách nhiệm rút ra khỏi cuộc đua này. Đó. Ý ông này ông nói là để thắng ông Donald Trump thì ông Biden nên rút lui nhường cho người khác thì có khả năng thắng cao hơn. Đó như vậy là sau ông Rivera, à, sau ông Lloyd Doggett ngày hôm qua thông tôi có đưa tin quý vị ông Lloyd Doggett của đảng dân chủ ở bang Texas cũng đã kêu gọi ông Biden nên rút lui và ngày hôm nay ông Rivera là trở thành là dân biểu của đảng dân chủ người thứ nhì kêu gọi ông Biden à, rút lui khỏi cuộc tranh cử à, sáng ngày hôm nay chắc quý vị cũng nghe tin ầm ầm là đang có áp lực của ông Biden rồi nào là ông Biden đã gặp một số uh, Uh, người ủng hộ để hỏi uh, tính toán xem là ông có ông cân nhắc là có nên ở lại hay là rút lui khỏi cuộc uh, tranh cử. Thì sau đó ông Andrew Bes phát ngôn viên tòa Cốc nói là tin đó hoàn toàn không đúng. Đầu tiên tờ New York Times tường thuật chuyện này dẫn lời một người ở uh, thân tín mà giấu tên nói là như thế. Thì sau khi tờ New York Times đăng lên thì ông Andrew Bes cũng ra nói là hoàn toàn là không có chuyện đó và ngay cả bà uh, Karen Jean-Pierre là phát ngôn viên tòa Cốc nói là không có luôn và sau đó thì hãng AP cho biết là ông Jeff Zayn, tránh văn phòng Tàu bạch ốc sáng ngày hôm nay đã họp tất cả nhân viên lại và kêu gọi mọi người là làm ơn đừng có nói cái chuyện ông Trump, ông Biden rút lui nữa, bớt bớt cái miệng lại và lo tập trung vào công việc điều hành nước Mỹ. đó là ông theo lời ông Jeff Zayn tránh văn phòng Tàu bạch ốc nói như vậy. ngay cả ông Jeff Zayn cũng thừa nhận rằng là kể từ sau cái ngày mà tranh luận giữa ông Trump và ông Biden là thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia thì có những người nói ra nói vào và rõ ràng ông Biden bây giờ đang bị nhiều thách thức. Nhưng ông tránh văn phòng tại ốc nhấn mạnh rằng điều mà chúng ta cần phải làm là bây giờ tiếp tục làm việc để chứng minh là cái hồ sơ những thành tích của chính quyền đảng dân chủ đã làm được trong 3 năm rưỡi qua và đặc biệt là cuối tuần này là cái tuần lễ ngày lễ độc lập 4 tháng 7 của Mỹ thì ông Biden sẽ có nhiều hoạt động và có thể là uh, vực dậy cái 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 sự mà gọi là uh, mất khí thế hiện nay riêng ông Biden thì ngày hôm nay uh, ông cũng đã gặp và nói chuyện riêng với một số giới chức của đảng dân chủ mà cao cấp ví dụ như thượng nghị sĩ Chuck Summer của tiểu bang New York ông là trưởng khối đa số thượng viện rồi dân biểu Hakim Jeffrey của đảng của tiểu bang New York ông này đang là trưởng khối thiểu số ở tại hạ viện rồi thượng nghị sĩ Chris Kuhn là một người rất thân cận với lại ông uh, của tiểu bang Delaware là người rất thân cận với ông Joe Biden và dân biểu Jim Clyburn của tiểu bang South Carolina người da đen là một giới chức coi như là cao cấp của các dân cử da đen ở tại hạ viện và tòa bạch ốc xác nhận là ông Biden có nói chuyện với những người này Còn nói chuyện gì thì bên tòa bạch ốc không cho biết à, trong khi đó thì tại quốc hội vẫn đang có những bàn tán xôn xao là ông Biden nên rút lui hay không rút lui và bây giờ đảng dân chủ cũng đang gặp cái khó khăn là Giữa ông Biden và Kamala Harris Ai tốt hơn để ra đối đầu với ông Trump Thì uh, trong lúc những cái tin tức Sáng nay xảy ra như vậy vân vân và vân vây Thì uh, thưa quý vị uh, Coi như Ông Biden cách đây vài tiếng đồng hồ Đã gặp uh, Một số ở vị thượng nghị sĩ Của đảng Dân Chủ Như vậy là Tòa Bí ốc cho biết là ông gặp Ông vừa gặp Và vừa nói chuyện qua video luôn Hơn 20 thống đốc Thuộc đảng Dân Chủ đó. Và các vị thống đốc sau đó nói rằng là cuộc nói chuyện này rất là thẳng thắn. Và họ nói họ có bày tỏ cái chuyện liên quan đến cái vụ tranh luận của ông Biden hồi tuần trước. À, nhưng mà họ không có à, lên tiếng kêu gọi ông Biden à, rút lui. Và một trong những người này nói như thế này. À, đó là thống đốc Westmore của tiểu bang Maryland. Ông nói với hãng AP là tổng thống là người chúng tôi đề cử và tổng thống là lãnh đạo của đảng chúng tôi đó là cái điều rất là rõ ràng đó. trong khi đó thì trước khi mà gặp các thống đốc như vậy đó thì ông biden có tuyên bố một cách thẳng thừng như thế này sau những đồn đoán và áp lực thì ông nói để tôi nói cho quý vị biết rất rõ ràng và rất đơn giản và thẳng thắn luôn mà tôi có thể đó là tôi đang vẫn tiếp tục ứng cử không ai đẩy tôi ra hết đó là theo lời ông biden nói với lại các nhân viên trong cuộc ban vận động hôm nay và ông nói tiếp là tôi không rút lui và tôi đang ở trong cuộc vận động này và sẽ ở trong cuộc vận động này cho tới cuối cùng và chúng ta sẽ thắng ghê chưa cường tới bến luôn cường tới bến ai áp lực áp lực bảo là không ai nói tôi rút lui hết à trong giờ phút này tất nhiên khi mà gặp thì họ không nói là ôi tổng thống rút lui đi ngoại trừ hai ông dân biểu cùng của tiểu bang Texas, tiểu bang Arizona nhưng mà thực ra là hai người cấp thấp lắm nhưng mà những người thân thiết với ông Biden hoặc lãnh đạo của đảng dân chủ hoặc là các thống đốc thì cho đến giờ phút này là chưa thấy ai nói gì cả ít nhất là không cho nói công khai tôi bảo ê đâu có ai nói tôi nghĩ đâu vào cương tới bến luôn tôi nói cho người biết thẳng thắn luôn tôi không rút lui và tôi sẽ vận động tới cuối cùng và chúng ta sẽ tăng chờ xem lời ông Biden nói kéo dài được bao lâu cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần điểm tin trong ngày hôm nay chúng tôi xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai